Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay 29 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Hờ Liêm Nie, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ nhân dân xã Căn cứ Cách mạng Nam Ca, huyện Lắk và mẹ Việt Nam anh hùng Hờ Ná Rôm. Tại xã Căn cứ Cách mạng Nam Ca, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hờ Liêm Nie, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đọc thư chúc Tết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, nhân dân xã Nam Ca. Đồng chí Hờ Liêm Nie mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Nam Ca tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong xây dựng quê hương, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để nhân dân được vui xuân, đón Tết với tinh thần ai cũng có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình mẹ Việt Nam anh hùng. Hờ Ná Rơ Ông sinh năm 1925, có chồng và con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Hờ Liêm Nie đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc mẹ sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.